nói nhỏ với con gái chuyện yêu lý do để yêu con gái yêu của mẹ thời gian trôi thật nhanh thấm thoát con đã mười tám tuổi mới ngày nào con còn là em bé nhỏ xíu sinh ra có ba kg không năm so với thành tích của bà ngoại sinh mẹ là con đầu lòng nặng ba phẩy năm cân cậu con là ba phẩy tám cân còn cô út là bốn phẩy không năm cân thì mẹ con mình quả là khiêm tốn con là con đầu lòng của bố mẹ nên dù còn rất khó khăn nhưng tình cảm bố mẹ dành cho con thì không lời nào nói hết con có lẽ cũng cảm nhận được điều đó nên ngay từ đầu đã ra sức bắt nạt bố mẹ con khó ăn khó ngủ không theo ai cả trừ mẹ ra nhưng bố mẹ không một lời than phiền. Lúc ấy, cuộc sống chưa bận rộn lắm, nên bố mẹ có nhiều thì giờ dành cho con, điều mà em con không có được. Mẹ cứ ngồi ngắm con hàng giờ không biết chán, còn bố con thì mỗi điều con muốn đều làm mệnh lệnh, làm mẹ phát bực vì phản sư phạm quá. Cũng may, con khỏe mạnh, cứng cáp và nhanh nhẹn. Hồi đó, Bố con hay đi công tác, nên chủ yếu chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau. Đã bao lần mẹ nhìn con mà tự nhủ. Nhờ có con, mẹ mới vượt qua được bao khó khăn, buồn khổ của cuộc đời để bước tiếp. Mong hai mẹ con mình sẽ bên nhau suốt đời. Rồi con lớn lên, dần trở thành người trợ giúp cha mẹ trong nội trợ, chăm sóc em con và mẹ còn cùng sẽ chia niềm đam mê với âm nhạc, văn học. Mẹ vẫn hy vọng chúng ta sẽ luôn bên nhau, là bạn của nhau suốt đời. Vẫn biết cuộc đời bên ngoài nhiều gió mưa bão tố, nhưng mẹ vẫn mong đôi cánh nhỏ nhoi của mẹ sẽ che chở cho con được dài lâu. Mẹ đã rèn dũa để con tự lập được, nhưng bản năng người mẹ trong mẹ lại không ngừng bao bọc con song chúng ta không cưỡng lại được quy luật của cuộc sống. Con giờ đã 18 tuổi, lớn bỗng thành một thiếu nữ. Nhìn con súng xính trong tấm áo dài, xỏ chân vào đôi giày cao gót, quà tặng của bố mẹ nhân ngày con tốt nghiệp phổ thông. Mẹ biết là con đã không còn chỉ muốn nằm trong vòng tay của mẹ nữa. Con đã biết mong chờ lời khen từ nhiều người bạn khác giới và rồi từ một người đặc biệt nào đó con biết yêu. Cũng từng là thiếu nữ, mẹ hiểu sự dịu kỳ cũng như khó khăn của khoảng thời gian ấy và cảm xúc ấy, nhưng thật khó để truyền đạt lại cho con. Tuổi trẻ luôn đầy kiêu hãnh và cũng đầy tự ái. Tuổi trẻ cũng cho rằng mình có con đường của riêng mình. Làm sao để con tin rằng những gì con cảm nhận bây giờ, trước con và sau con, triệu triệu cô gái đều cảm thấy nhưng số những người tìm được hạnh phúc từ cái gọi là cảm xúc yêu ấy lại vô cùng ít ỏi. Có muôn vàng những xúc cảm mong manh khiến người ta khởi sự yêu một người. Chẳng hạn như một Tự dưng thấy thinh thích khi người ấy nhìn mình. 2. Tự dưng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt người ấy. 3. Tự dưng tim đập dồn dập vì một cử chỉ quan tâm. 4. Tự dưng thấy nhơ nhớ khi không gặp người ta. 5. Trước mặt người ta, bỗng muốn chạy chuốt điệu đàn, không còn ăn mặc, nói năng thoải mái như trước nữa. 6. Khi bước vào cả lớp học đầy người, nhưng lại thấy vô cùng trống trải khi người ta không có ở đấy. 7. Lắm khi, vì một lý do rất chúi cũ là chúng nó có đôi hết rồi mà mình thì lại một mình. 8. Vì đối tượng đẹp trai. 9. Bên người ta mình tự dưng thấy như bay bổng vậy, hạnh phúc vô cùng. 10. Tổng kết lại, chỉ vì mình đã lớn, như bài thơ của Nguyễn Bính đã nói hộ tâm tình. Năm xưa em bé tuổi 13, em được mẹ yêu quý nhất nhà sống giữa tình thương thơ mộng quá, tháng ngày mê mẩn bướm cùng hoa. Em ngoan ngoãn lắm, rất phân lời, thỉnh thoảng chỉ hay hờn mát thôi. Mẹ cười âu yếm, sau khôn lớn, đi lấy chồng rồi, dỗi với ai. Em ghét từ lâu chuyện lấy chồng, một mình có phải nhẹ nhàng không? Tha hồ thơ thẩn, tha hồ rảnh, chẳng phải vì ai đợi chờ mong. Không biết làm sao phải lấy chồng, dạy gì đi ở với đàn ông. Xa mẹ, xa cha, thôi em chịu, không lấy chồng đâu, nhất định không. Năm nay em đã lớn khôn rồi, mái tóc trùng buông chấm qua vai. Ứng chính vậy thì trên má lúm, nụ cười duyên dáng dưới đôi môi nghĩ chuyện năm xưa lại nực cười em ngây thơ quá chẳng bằng ai khóc cười giận dỗi vô duyên thế có biết gì đâu nũng điệu hoài em ghét từ lâu chuyện lấy chồng một mình có phải nhẹ mình không tha hồ thơ thẩn tha hồ rảnh không khổ vì ai chẳng nhớ nhung cứ sống cô đơn thế khỏi phiền chiếu dài giường rộng chẳng ai chen. Không, em nhất định, không đâu nhé. Em hứa rằng không đấy. Đợi xem. soi gương bỗng thấy tóc em dài. Vương vương rủ xuống rối bên vai. Hững hờ lấy lượt ra toàn gỡ. Nhưng gỡ làm chi? Đẹp với ai? Đã bảo rằng em thích độc thân, mà lòng riêng vẫn cứ bâng khuân. Ô hay! Lạ quá làm sao thế? Rõ kết ông trời đến oái âm. Bài thơ Không biết làm sao phải lấy chồng. Nói cho cùng, theo bài thơ ấy thì con gái mẹ bây giờ đã lớn lắm rồi. Các con may mắn hơn thời xưa, được tự do yêu đương trước khi lấy chồng. Nhưng tình yêu cũng là một chuyến hành trình đầy gian nan và rủi ro. Vì vậy, mẹ mong rằng trước khi bước vào chuyến đi hệ trọng ấy, con và các bạn con hãy dừng lại đôi chút nghĩ xem vì sao mình lại muốn yêu người ấy ở tuổi các con chuyện tình cảm còn mang nhiều yếu tố cảm tính mà tình yêu lại là hành trình một chiều khi con đã bắt đầu bước chân lên chuyến hành trình ấy thì sẽ không bao giờ quay lại điểm khởi đầu được nữa tình yêu đầu tiên trò chơi cuối cùng đừng để trò chơi ấy lấy đi sự vô tư trong trẻo của con nếu con không chắc về tình cảm của cả hai bên hãy nghĩ xem người bạn trai của con và cả con nữa có thể dành cho nhau những tình cảm giống như câu chuyện dưới đây không một cô gái hỏi bạn trai của mình tại sao anh yêu em sao em lại hỏi như thế sao anh tìm được lý do chứ chàng trai trả lời không có lý do gì tức là anh không yêu em em không thể suy diễn như thế được nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp giỏi giang nhanh nhẹn anh yêu em vì nụ cười của em vì em lạc quan anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác cô gái cảm thấy rất hài lòng vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp nhưng rất may cô vẫn còn sống bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng vài ngày sau cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình chào em yêu anh yêu em vì em xinh đẹp thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được gì đâu vậy thì anh không thể yêu em anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn đây không phải lý do giúp anh có thể yêu em anh yêu em vì nụ cười của em bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng cầu có than vãn anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều anh không nên yêu em nữa đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em Em có cần lý do nào nữa không em yêu? Cô gái bật khóc. Và chắc chắn, cô không cần một lý do nào nữa. Còn các bạn, có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu, các bạn ạ. À? Đúng, tình yêu không cần lý do. Nó chỉ cần tình cảm và sự hy sinh cho nhau. Cần trách nhiệm và cam kết với nhau. Cùng vô vàng điều khác nữa mà người ta chỉ có được khi đã trưởng thành. Vì vậy, mẹ không cấm cản các con khi các con có những vấn vương, nhưng mong các con hãy giữ đúng giới hạn để tình cảm và cả cuộc sống của các con được tươi vui, trong trẻo như nó đáng có. Hãy nhớ rằng, hãy là hoa, xin hãy khoan là trái, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua chúc con và các bạn cùng lứa tuổi có được một tuổi trẻ vui tươi và một tình yêu đẹp mười lý do yêu người cùng tuổi sau bài viết về lý do để yêu mẹ quyết định chia sẻ kinh nghiệm cho hậu sinh mặc dù đối tượng chính là con vẫn chưa lên tiếng từ ngày còn là sinh viên mẹ vẫn hay được trước là bạn bè rồi đến các eo khóa sau xin tư vấn tình yêu có lẽ bởi chịu khó lắng nghe và chịu khó tích lũy kinh nghiệm từ sách vở, nên phán nghe cũng ít. Tiết lộ một bí mật là mẹ vẫn mơ ước được trở thành một chị hành dung hay anh trắng văn nào đó. Bây giờ thì mẹ chỉ hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho con và những người bạn của con khi bước vào tình trường, vốn dĩ nhiều gian truân. Gian truân là vậy, nhưng hết lớp này đến lớp khác vẫn đâm đầu vào ngoài truyền thụ bí kiếp ra mẹ có lẽ cũng không thể làm gì hơn trước hết phải nói là mẹ chủ yếu phán trên khía cạnh phụ nữ vì mẹ chưa từng được làm đàn ông kiếp sau sẽ cố xem sao nhưng như thế không được triển khai bí kiếp làm đẹp thì uổng quá theo mẹ thấy thì khi mới bắt đầu yêu hầu hết các cô gái đều chọn yêu người cùng lứa tuổi ở đây được hiểu là bằng tuổi hoặc hơn nhau tối đa chừng ba bốn tuổi có nhiều lý do để nảy sinh tình cảm giữa những nấc tuổi này một biết nhau từ lâu nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó phát hiện ra đối tượng cũng dễ thương điều này thường xảy ra ở con trai nhiều hơn vì tuổi này con gái thường trổ mã nhanh khiến các chàng lóa mắt nhưng con gái cũng không phải không dễ say nắng bối cảnh phổ biến chẳng hạn như trong một buổi sinh hoạt văn nghệ thể thao nào đó, dưới ánh đèn sân khấu hay trong bộ đồ thể thao, trong đối tượng bỗng trở nên lung linh, khiến tim mình bỗng dưng sao xuyến. Tuổi này dễ rung động, nên các nhân có chút tài lẻ rất dễ trở thành đối tượng có sức hút. Vì thế, trao dồi các bí kíp như thơ ca nhạc họa, thể thao hay một môn năng khiếu nào đó, vừa giúp bồi đắp vẻ đẹp tâm hồn, lại vừa là một cách để tạo nên sức hút riêng. Hai, bạn ấy cứ hay nhìn trộm mình làm mình xin bối rối, điều này thường hay xảy ra với con gái, các chàng trai thường không biết, đây cũng có thể là một vũ khí hiệu quả, vì phụ nữ thường dễ nảy sinh tình cảm với những người thích mình, cách tấn công thầm lặng này có thể làm đối tượng tự mình đổ trước. Nhưng các cô gái cũng phải cẩn thận, vì dễ nhận vơ lắm. Có khi bạn ấy nhìn đứa sau mình, lại cứ tưởng bạn ấy nhìn mình, sinh ra hy vọng hảo huyền. 3. Đám bạn bè cứ kháo nhau về chuyện bạn ấy. Nói là bạn ấy thích mình, làm mình sinh tò mò. Từ tò mò đến để ý, rồi đổ cũng không còn xa lắm. Vì thế, trong vụ này, rất nên có tay trong để làm PR. 4. Hai đứa chỉ là bạn bè, nhưng đến một ngày bạn ấy có một cử chỉ cao thượng nào đó khiến mình cảm động. Thế là, tên tên tên, sập bẫy rồi. Chuyện này rất hay xảy ra với con gái, vì các nàng vốn nhạy cảm với vụ anh hùng của mẹ nhân. Cho nên có điều, các chàng trai bây giờ hơi yếu điệu quá. Dễ bỏ qua cơ hội này. Hãy cố lên nhé, phần thưởng rất hấp dẫn đấy. Hãy nhớ lại câu chuyện, chàng son Willoughby tình cờ xuất hiện đúng lúc để đưa nàng Mariana xinh đẹp đang bị trẹo mắt cá chân về nhà trong Lý trí và tình cảm của Jane Austen. Cuốn tiểu thuyết xuất sắc này đã được Lý An chuyển thể thành phim với vai Mariana do Kate Winslet đóng và đạt giải phim có hình ảnh đẹp nhất năm 1998. Để thấy một hành động bình thường như vậy thôi nhưng có khả năng chiếm trọn trái tim của một cô gái. Cuối cùng, một lý do rất chuối, thích vì tự ái, mình vốn là một hot boy hot girl nào đó, bao nhiêu người theo đuổi mà hắn chẳng để ý gì. Tuổi trẻ dễ tự ái, thích khẳng định mình, nổi máu anh hùng lên, thích ra tay chinh phục xem sao. Kết cục là chính mình lại mắc vào lưới của mình đó là năm lý do khiến người cùng lứa tuổi dễ cảm mến nhau ngoài ra ở tuổi hoa niên yêu người đồng lứa cũng có nhiều điểm cộng một hơn nhau chừng ba bốn tuổi cả hai lại cùng ở lứa tuổi đi học có nghĩa là đang học cùng trường dễ có điều kiện gần gũi tiếp xúc như vậy hai bên có chung nhiều mối quan tâm khi đang đi học tuổi này thường cảm thấy xa cách với những đối tượng đã đi làm con gái còn có thể yêu người đã đi làm chứ con trai thì rất hiếm hơn nữa nếu là sinh viên thì đây lại là thời gian đầu tiên được sống xa nhà sẽ dễ tìm kiếm các mối quan hệ mới để bù đắp chia sẻ giúp đỡ nhau đây là điều kiện rất thuận lợi để tình cảm phát triển hai tình yêu thời học sinh sinh viên thường rất vô tư trong trẻo do cả hai đều chưa có nhiều gánh nặng đời sống hay mối ưu tư khác ngoài học tập và gia đình. Chuyện tiền bạc lúc này ít can thiệp vào tình cảm của hai bên. Những rào cản như sự khác biệt về gia cảnh, quê quán chưa được thể hiện rõ. Vì vậy, mọi người đều công nhận tình yêu thời sinh viên trong trẻo và chân thành hơn cả. Hầu hết tình yêu của các cặp ở lứa tuổi này đều xuất phát từ tình bạn. Đây là yếu tố cơ bản cho sự bình vững của tình cảm vì tình yêu vốn được mô tả như một đứa trẻ xinh đẹp nhưng nghịch ngợm và lại bị bịt mắt nữa. Nếu đã có những hiểu biết về nhau khi còn là bè bạn, sẽ dễ vượt qua cú sốc khi va chạm với thực tế hơn. Bọn hắn còn cùng trải qua những cột mốc quan trọng như nhập trường, đi học, đi thi. Những yếu tố ấy kéo bọn hắn lại gần nhau hơn và tạo nên sự đồng cảm dẫn đến tình yêu. 3. Những người cùng lứa tuổi sẽ dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm về sở thích như thời trang, ca nhạc, sách vở. Bọn hắn cũng chia sẻ những sở thích như tiếp nhận những công nghệ và làn sóng mới của giới trẻ, không ít tình cảm đã nảy sinh vì cả hai cùng thần tượng một ca sĩ hay diễn viên nào đó, những cơ hội gần nhau như khi sinh hoạt cùng fan club càng khiến các bên dễ nảy sinh tình cảm. 4 tình yêu giữa những người bạn cùng lứa tuổi này thường bình đẳng hơn. Ngay cả khi con trai hơn con gái khoảng 3-4 tuổi thì nữ vẫn già dặn hơn nên tránh được chuyện phải theo ý người khác. Vào thời buổi thanh niên cứng đầu cứng cổ như hiện nay thì được bình đẳng trong tình cảm cũng là một lợi thế lớn. Vài lời bàn lộn xộn để con và các bạn tham khảo. Tuy nhiên, việc rèn dũa bản thân, bồi đắp cả năng lực thể chất, trí óc và tâm hồn là việc mà ngay cả khi yêu đương cũng không thể quên bẵng. Yêu thương chăm sóc gia đình và những người xung quanh vẫn là những việc cần được ưu tiên. Bonus cho con gái của mẹ, bài thơ của một nhà thơ mẹ rất thích. Yêu là chết trong lòng một ít, nhưng không yêu là chết dài dài. Không yêu, người ta nói mình săn pha nhớ. Con gái dạy gì hờ hững trước con trai. Yêu là yếu còn ôm là ốm. Mới tập yêu, em đã nhẹ người. Đang bốn chục, em rớt luôn mười ký. Em còn đi học, mấy anh ơi. Chú thích, bài thơ tình yêu của nhà thơ Bùi Chí Vinh. Hết chú thích. Mười lý do để yêu và không yêu người hơn tuổi. Bài viết Mười lý do để yêu người bằng tuổi khi được đưa lên Facebook đã nhận được sự phản hồi khá sôi nổi từ phía con và các bạn đồng lứa với con có vài ba bạn đã hỏi mẹ về bài viết sắp tới có bạn gợi ý là viết về yêu người hơn tuổi có bạn lại bảo nên viết về yêu người thứ ba nếu có thì giờ mẹ mong sẽ được đáp ứng hết các yêu cầu lòng mẹ thật sự rất vui khi được chia sẻ những trải nghiệm của mình với lứa hậu sinh thiết nghĩ món yêu này mẹ cũng dắt lưng kha khá bí quyết và kinh nghiệm theo trình tự thì bài viết này sẽ là về yêu người hơn tuổi trước hết phải nhấn mạnh lại là mẹ luôn tiếp cận các vấn đề từ hướng phụ nữ nên bài viết này cũng bàn về lý do vì sao phụ nữ rất nhiều người chọn và yêu nam giới hơn tuổi tức là hơn từ năm đến bảy tuổi đến hàng chục tuổi như mẹ nhận thấy, phụ nữ thường yêu người hơn tuổi vì những lý do căn bản như sau. Một, phụ nữ thường có xu hướng tìm một người đàn ông hơn hẳn mình về lứa tuổi để có thể tin cậy và nương tựa. Những người đàn ông hơn hẳn một lứa tuổi khiến chị em phụ nữ cảm nhận được sự chín chắn và an toàn. Phụ nữ ở giai đoạn dậy thì thường phát triển sớm hơn, nên với nam giới hơn vài ba tuổi cũng cảm thấy như ngang hàng. Vì vậy, một lứa tuổi ở đây được hiểu là hơn từ bảy đến tám tuổi đến khoảng mười lăm tuổi nhiều hơn nữa thì lại thành ra là hai thế hệ rất khó tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ hai nam giới hơn tuổi sẽ đi làm sớm hơn và cũng ổn định công việc sớm hơn khi các cô gái trẻ mới chân ước chân ráo vào đời thì các anh đã thành đạt ở một mức độ nào đó không thể phủ nhận sự thành đạt trong công việc cũng như sự chín chắn điềm đạm trong phong thái ứng xử đều làm tăng sức hấp dẫn của đàn ông trước phụ nữ. Vốn bị coi là phái xấu, đàn ông tất nhiên mong mỏi có được càng nhiều vũ khí lợi hại càng tốt cho công cuộc chinh phục của mình. Phụ nữ thường dễ siêu lòng lúc ban đầu, song nếu người đàn ông không giữ mãi được tinh thần cầu tiến thì sức hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng ban đầu ấy sẽ không giúp các anh duy trì được một tình cảm bền lâu, cũng là áp lực lớn đấy, phải không các chàng trai? Ba, các cụ nhà ta vẫn bảo rằng bởi vất vả với gia đình và con cái, phụ nữ thường nhanh già và nhanh xuống mã hơn đàn ông. Vì vậy, các bà mẹ thường khuyến khích con gái yêu người hơn mình 5 7 tuổi gì đó để sau này khỏi lo bị chê là già hơn chồng. Song xem ra, với cuộc sống phát triển như bây giờ, phụ nữ có vô vàng điều kiện chăm sóc bản thân và làm mới vẻ ngoài, trong khi nam giới sau tuổi bốn mươi ổn định công việc và có chút địa vị thường phát huy tính lười biếng, ham ăn nhậu, một số còn ở dơ nữa nên không ít ông chồng nằm bề bối hơn vợ nhiều. Vì vậy lý do này có vẻ đang trở nên thiếu sức thuyết phục. Bốn, người ta vẫn bảo nhau chị em phụ nữ gọi phái mạnh một tiếng Anh thì đi đâu mà thiệt. Nhưng nếu một cô chẳng may xa bẫy một anh phi công trẻ, thì sẽ gặp khá nhiều lúng túng lẫn phiền phức trong việc tìm cách xưng hô cho phù hợp. Chưa kể không ít trường hợp vấp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình. Những vấn đề tưởng như nhỏ nhặt này thật ra lại trở thành rào cản cho một sự khởi đầu, vì vạn sự khởi đầu nan. Nếu cả hai bên không dám mạnh dạn thay đổi tư duy và nghĩ thoáng ra thì câu chuyện tình yêu sẽ khó mà bắt đầu được. Thành ra một anh già nào đó tự dưng đã có ưu thế hơn, không phải vượt qua rào cản ấy. 5. Bản tính phụ nữ thích được chiều chuộng, làm nũng, lằn nhằn, đôi chút với phái xấu. Nạn nhân đầu tiên của vụ này là cụ ông và anh trai ở nhà, nhưng năng lực sẽ phát triển theo lứa tuổi. Càng lớn thì nhu cầu tìm kiếm nạn nhân càng cao vì vậy chàng khờ nào rơi vào tay mình sẽ trở thành nạn nhân chủ yếu nhưng làm nũng với đám chiếp hôi ngang hoặc kém tuổi thì đôi khi còn bị làm nũng ngược vì vậy tiền nhất là kiếm nạn nhân lớn tuổi hơn để tiện tắt oai tắt quái tiếc rằng lợi thế này ít khi duy trì được lâu dài nam giới nhiều anh vốn được âu yếm gọi là em bé lớn xác lại thêm thói quen được chiều chuộng nên hầu hết các chàng sau khi chắc chân rồi là quên luôn việc gia lăng với các nàng, nếu còn cũng chỉ là với người ngoài hoặc khi có khách để đẹp mặt. Ngược lại, còn quay sang đòi hỏi sự chiều chuộng ở nàng, thành ra rất nhiều đại tiểu thư vỡ mộng khi nhận ra thực chất cái cột mình định dựa vào lại chỉ biết dựa vào mình thôi. 6. Con gái thường thích lấy le với những người xung quanh nhất là về hắn ta. Một cô gái bình thường cũng có ít nhất một vài anh chàng cùng lứa theo đuổi. Cách hay nhất để từ chối những cái đuôi là kiếm một anh chàng trông dài dạng hơn hẳn, kinh nghiệm đầy mình để cái đuôi tự đứt. Nhưng lợi thế này rất ngắn hạn. Rất có thể anh chàng râu ria chững chạc đó lại chỉ là râu dáng mà thôi. Bản chất con người không phụ thuộc vào tuổi tác hay vẻ bề ngoài đâu nhé các cô gái mộng mơ của tôi. Như vậy, yêu người hơn tuổi với con gái có vẻ là được lợi nhiều bề, hợp với thuần phong mỹ tục, vừa dễ làm nũng hay lấy le với bạn bè. Tuy nhiên, yêu người hơn tuổi cũng có một số điểm bất lợi mà hầu như ai cũng thấy. Một, trên nhau năm sáu tuổi trở lên là tâm sinh lý đã có nhiều khác biệt, nhất là khi không cùng môi trường sinh hoạt khi con gái còn đi học thì con trai đã đi làm rồi vì vậy mối quan tâm sở thích cũng khác nhau khi nàng còn muốn đi lang thang nhặt lá xem hoa ngắm trời mây trăng gió xem phim gặp gỡ thần tượng ca nhạc tụ họp bạn bè buôn dư lê thì chàng đang đau đầu lo cho sự nghiệp công việc rồi trăm việc gia đình họ hàng tình yêu vì thế cũng có thể kém đi sự lãng mạn mà đã là con gái ai cũng mong mỏi hai Khi người đàn ông đã bắt đầu lo sự nghiệp, tiền bạc, công danh, mặt tốt là người phụ nữ có thể tìm được chỗ dựa, nhưng đổi lại là không thể cầu mong một tình cảm trong trẻo thuần khiết như thuở cả hai còn đi học. Va chạm với thực tế, dắt lưng vài mối tình, nếm vị đắng đầu đời. Người đàn ông chững chạc, hấp dẫn hơn, mà cũng chặt chẽ, cân nhắc kỹ lưỡng thiệt hơn trong tình yêu. Đây cũng chính là lý do vì sao nhiều mối tình sinh viên rất đẹp đã tan vỡ khi một trong hai người đã bắt đầu đi làm ba bất lợi lớn nhất của việc yêu người hơn tuổi là nguy cơ mất bình đẳng trong tình yêu nam giới việt nam vốn có truyền thống gia trưởng thích người yêu người vợ ngoan hiền bảo sao nghe vậy khi yêu người bằng tuổi phụ nữ có nhiều cơ hội đòi bình đẳng hơn còn đối với người đàn ông hơn nhiều tuổi và hơn cả nhiều mặt khác, tính gia trưởng một khi đã trỗi dậy thì phụ nữ cũng rất vất vả để chung sống, hoặc là nhẫn nhịn chịu đựng, từ từ tìm cách dung hòa, hoặc là chỉ con nước, sổ lòng sáo bay. Trong thời buổi con gái được học hành tung tẩy như bây giờ, chấp nhận điều này là rất khó. Vì thế, đã không ít cô tung bay thay vì nhẫn nhịn nhiều chuyên gia tâm lý đã gọi tính gia trưởng là tội đồ của tình yêu nhưng trong một xã hội mà truyền thống trọng nam đã ăn sâu như ở việt nam tìm được một người đàn ông không có tính này hoặc biết kiềm chế nó thật khó tuy không đến mức mò kim đáy bể thì cũng không nhiều phụ nữ có cơ may gặp được đôi dòng suy nghĩ của mẹ có chăng chỉ giúp các con hiểu thêm được đôi điều về những thực tế đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta phần còn lại mẹ tin rằng mỗi thiếu nữ trong các con có thể tự tìm câu trả lời cho chính mình chúc các con may mắn và trên hết là sáng suốt giấc mộng soái ca người con gái nào cũng mơ về một bạch mã hoàng tử đẹp trai hào hoa yêu thương và hiểu mình ngay cả khi mình không nói ra ngôn ngữ tin thời nay gọi là soái ca. Nhưng đời không như mơ, bước vào hôn nhân ta mới tìm thấy được người yêu thương mình đã khó, tìm được người hiểu mình còn khó hơn nhiều. Sống bên nhau 24 trên 24 giờ, những bất đồng khiến cả hai mệt mỏi. Và trong thâm tâm, tôi tin cặp vợ chồng nào cũng có lúc ước ao tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi viết lách nên hay thức khuya 12 giờ trên VTV3 thường chiếu phim khá hay, đêm khuya thanh vắng, xem càng dễ thấm hơn. Có lần tôi xem một phim nhiều tập của Trung Quốc, kể về chuyện tình của một cặp vợ chồng trải suốt giai đoạn lịch sử từ những năm 40 của thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Trong phong trào học sinh sinh viên viết thư cho quân nhân, một cô nữ sinh trường y làm quen với một anh lính, cô gái con nhà tư sản học giỏi tinh tế có nhiều chàng trai cùng hoàn cảnh theo đuổi và chàng lính đẹp trai cao ráo mộc mạc hình mẫu của các đồng nghiệp tưởng chẳng có gì chung với nhau nhưng khi gặp nhau lại nhanh chóng rơi vào lưới tình cô gái buồn khổ cô đơn vì lý lịch gia đình vì bố mẹ đang kẹt ở hồng kông đã tìm được chỗ dựa vững vàng bên người quân nhân mạnh mẽ hào sản bất chấp mọi lời can ngăn vì sự khác biệt quá lớn giữa hai người, thậm chí cấp trên còn nghiêm túc nói chuyện với anh quân nhân, rằng mọi kế hoạch đề bạc cho anh sẽ bị hủy bỏ nếu anh dính líu đến cô gái xuất thân từ thành phần bóc lột như vậy. Hai người vẫn lấy nhau và sống rất hạnh phúc. Cả hai đều trân trọng và dám chấp nhận những khác biệt ở nhau, nên từ chỗ nghi ngờ mọi người đều an tâm về cặp đôi ấy tình cảm của họ càng được khẳng định trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Cô gái tốt nghiệp trở thành bác sĩ, đang từ người được kính trọng thành tội đồ của xã hội. Người chồng bị cả gia đình và cơ quan gây sức ép là phải bỏ vợ nếu muốn giữ con đường binh nghiệp. Nhưng anh dứt khoát từ chối. Ngay cả khi người vợ vì bên vực người bạn thỏa ấu thơ cũng từng là người yêu cũ bị đấu tố và bị vu cho tội hữu hóa, người chồng vẫn nhất định ở bên vợ. Thậm chí còn thay vợ chăm sóc bạn để vợ khỏi mang tiếng. Khi người vợ bị chuyển công tác về vùng rừng núi, anh dứt khoát gửi con cho bố mẹ, xin chuyển công tác đi theo vợ, bất chấp gia đình ngăn cản. Rồi sóng gió cũng qua đi, người vợ được quay về thành phố, công danh sự nghiệp ngày càng rỡ ràng. Bố mẹ cô ở Hồng Kông cũng quay về, chia tài sản cho con gái. Những khác biệt trong lối sống suy nghĩ bộc lộ càng rõ. Người chồng ngơ ngác trong hoàn cảnh mới, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào sự lèo lái của vợ, hết lòng trợ giúp cô. Người vợ cũng toàn tâm toàn ý với gia đình, chăm sóc cả nhà chồng rất tận tình, nên bố mẹ chồng cũng hết nghi kỵ. Các em chồng rất coi trọng vì cô hiểu biết có tình có lý. Có chi tiết rất đồi thường cô là bác sĩ nên ép chồng ăn uống chừng mực hạn chế bia rượu và kiêng những món nhiều dầu mỡ vốn là món khoái khẩu của chồng ông chồng thèm quá trốn sang nhà bạn vốn lấy vợ cùng hoàn cảnh rất chiều chồng nên nấu mọi món ăn theo ý chồng bà vợ biết được chạy sang tận nơi kéo chồng về và lên lớp cho hai vợ chồng ông bạn một trận về ăn uống lành mạnh lúc ấy tôi cũng nghĩ bà này quá đáng, làm mất mặt chồng. Nhưng một thời gian sau, ông bạn còn trẻ hơn chồng, mắc bệnh, huyết áp cao, sơ gan tiểu đường, lệch bệt mấy năm rồi qua đời. Còn ông chồng vẫn khỏe mạnh, tráng kiện, thì mọi người mới thấy bà vợ đúng. Còn cái lớn đi xa, hai vợ chồng ngày càng gắn bó. Bà vợ bé xíu lanh chanh, luôn cằn nhằn chồng. Còn chồng cao lớn, sâu tóc bạc phơ, chỉ cười xòa, che chở cho vợ. Đến kỷ niệm 50 năm ngày cưới, ông chồng chiều vợ đi mua vé xem ba lê mời vợ đi. Bà vợ xem say xưa, giữa chừng quay sang chồng định chia sẻ, thì thấy chồng đã ngủ từ khi nào. Thay vì bực bội, bà vợ chỉ mỉm cười bao dung, rồi đưa tay nâng đầu cho chồng ngủ yên, mắt vẫn nhìn lên sân khấu. Cảnh cuối cùng là cảnh hai người bên nhau trong rạp, người vợ vừa xem ba lê vừa nâng đầu cho người chồng đang ngủ say thiết nghĩ soái ca chỉ cần đơn giản là vậy chuyện tình buồn thời bao cấp đi công tác tôi tình cờ làm quen với một anh người hà nội gốc học đại học và nghiên cứu sinh ở nga về rồi làm cán bộ nhà nước tức là có nhiều điểm tương đồng nên hay nói chuyện với nhau khi hỏi chuyện gia đình anh bảo vợ anh không học ở nga mà học trong nước đi học về mới quen và cưới tôi ngạc nhiên hỏi anh đi nga từ năm mười bảy tuổi ở nga đến chín năm mà không yêu ai bên ấy anh bảo chuyện khá dài năm học lớp mười anh làm lớp trưởng nên các bạn gái cũng để ý khi anh ra nước ngoài vẫn thư từ với bạn cùng lớp sau hai năm thì yêu một cô bạn trong số ấy anh kể thanh niên 18-20 mà tuần nào cũng chỉ viết thư, kể lệ yêu đương, chứ thực tế chưa từng cầm tay nhau. Bố mẹ hai bên chưa hề biết mặt bạn con. Hồi ấy, con gái 24 coi như ế, nên con gái ngoài 20 mà chưa có người yêu là bố mẹ lo lắng lắm. Hơn nữa, anh lại biên biệt ở nước ngoài. Liên lạc rất khó khăn, nên gia đình cô càng không tin tưởng. Đến năm thứ tư, cô nhất định đòi anh về nước anh xin phép nhà trường gói ghém hành lý gom góp tiền bạc đi hơn một ngàn cây số từ kiev lên moscow để gặp đại sứ quán xin về phép nhưng sứ quán nhất định không cho đành ngậm ngùi quay về thế là cô bị gia đình ép đi lấy chồng khi tốt nghiệp đại học anh về nước thì ván đã đóng thuyền chỉ còn biết lén gặp nhau ôm nhau mà khóc thôi kỷ niệm duy nhất là hàng bó thư từ và vài nụ hôn đẫm nước mắt nhưng anh bảo cũng nhờ thất tình mà anh quyết tâm quay lại nga học tiến sĩ dùi mai kinh sử với kết quả rất cao sau khi học xong anh mới về nước lấy vợ công thành danh toại chỉ tiếc cho cô người yêu học y bị gia đình ép lấy một người chồng là quân nhân tính tình khô khan trong khi cô đang yêu người khác nên không thể hạnh phúc thậm chí mấy chục năm sau gặp lại nhau lúc họp lớp gặp con trai cô đến đón mẹ cả lớp đều ngạc nhiên thấy con cô khá giống anh bạn bè trêu thì cô chỉ lấp lửng đời nó vậy làm anh rất khó xử vì anh biết chắc mình không liên quan gì nghe chuyện này tôi lại nhớ đến bài thơ của lớp trẻ bây giờ anh ngủ thêm đi anh em phải dậy lấy chồng việc bố mẹ can thiệp quá sâu vào hôn nhân của con cái biến không chỉ con gái mà cả con rể và cháu của mình thành kẻ bất hạnh dường như không phải chuyện hiếm thấy ở việt nam chừng nào các ông bố bà mẹ còn cho rằng điều ấy là đúng là tốt cho con là thương con chừng ấy còn có nhiều gia đình không hạnh phúc